Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Phải đi xem bói năm nay vận hạn thế nào. Người ngồi đầy áp khắp sân, chờ đợi mỏi hết cả chân, vẫn chưa đến lượt. Thầy này là cao tay lắm. Nhà con năm tới yên tâm làm ăn có lộc. Tiền cao chất đống sinh con tha hồ bế bồng. Quẻ này chẳng gái cũng trai, học hành giỏi chẳng kém ai. Cũng may có thầy làm cho có lẽ mới ăn như vậy. Người tiếp theo muốn xem về chuyện gì. Tuổi tác bao lớn sinh vào lúc nào. Con sinh giờ dần năm Ất Mão. Là số tuổi này hay lao đao, khéo tay hay làm nhà, có mỗi thằng con trai đúng không? Ôi tài năng tiên đoán tương lai thật siêu quá trời. Thầy xem năm tới cho con ra đạo thế nào. Quẻ này là xấu lắm đây, giờ phải làm lễ cúng ngay. Đúng 50 triệu bằng không ly tán, đớn đau vô cùng. Trời ơi sao hết 50 triệu cơ á thầy. Thầy đang lấy giá thân quen nên đừng bất ngờ. Tiền rồi mình sẽ kiếm ra, bỏ một mà lãi gấp ba. Miễn sao anh chỉ thành tâm khấn vái mới qua đại hà. Ông chớ mặc cả với thầy, nếu không làm lễ hạn này khó qua. Tiền nông kiếm lại được mà, biết sao ra đạo cửa nhà bình an. Thầy thôi cứ đợi về bạn, biết đâu thầy bói xem nhầm cũng nên. Ông đừng ăn nói liên thuyên, lần này tôi chốt chi tiền cầu an. Chào bố mẹ, bố mẹ vừa đi du xuân về ạ? Du xuân làm gì có du được tí nào. Mẹ mày vừa bỏ ra 50 triệu làm lễ cầu an xuống cái ông thầy nào ở dưới Mỹ Đình ấy kìa. Thế ạ? Bắt cho quỳ đau hết cả đầu gối này. Nhà ở dưới Mỹ Đình có phải là thầy cao không ạ? Con biết thầy à? Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói với ông, ông thầy đấy nổi tiếng cực đấy. Không mẹ ơi, con vừa đọc được tin, thầy cao đấy vừa bị công an bắt rồi. Bắt rồi á? Đây sao lại bắt? Mẹ xem đi, có hình ảnh đây này. Thôi đúng rồi. Đúng cái mặt cái thằng cha này đây rồi. Lại cả cái con bé mà xem bói trước mình như này. Hai đứa chúng nó thông đồng với nhau rồi. Đấy. Tôi đã nghi ngay từ đầu rồi. Lúc nó vuốt cái tay của bà tôi đã nghi ngờ rồi. An đâu không thấy, chỉ thấy mực mình. Thì tôi đi cầu an cũng chỉ vì cái gia đình này. Không cách đấy thì còn cách nào khác nữa hả? Bọn lừa đảo, cái bọn vô lương tâm. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Cháu biếu bà này. Nhà này mỗi mình Bi là thương bà nhất đây này. Đây là lá bồ đề bình an. Bố mẹ cháu mua sách nên được người ta cho đấy ạ. Mua sách được tặng hả con? Vâng ạ. Không phải sách đâu mẹ ạ. Đây là bảo hiểm nhân thọ. Thế à? Dạ. Đợt này nhà con tham gia với bên bảo Việt nhân thọ, cho nên được tặng quà an là một lá bồ đề bình an. Cô Bi không biết lại cứ tưởng là sách. Bảo Việt nhân thọ à? Dạ vâng. Bảo Việt nhân thọ là thương hiệu bảo hiểm quốc gia. Vừa bảo hiểm vừa tích lũy. Sau này hết hạn hợp đồng, con rút về chắc cũng được một khoản kha khá để cho Kubi đi học ạ. Ui rồi hay quá. Đấy là An đấy chứ đâu.
Bà có hiểu không? Tôi giải thích cho bà nhé. Khi hai vợ chồng nó tham gia bảo hiểm nhân thọ thì lúc nào cũng được bảo vệ. Đấy có phải là An không? Đấy. Và sau này thằng Kubi nó lớn lên cũng có một khoản kha khá để lo cho tương lai. Đấy có phải là An không? Và quan trọng nó là điểm tựa để an tâm mà vui sống. Đấy có phải là An không? Giá mà biết sớm thì đã chẳng mất tiền oan. Thôi, bà đừng buồn nữa. Đây, uống chén nước đi. Đấy. Mời bà. Ồ, con mới mua bộ âm chén mới hả con? Dạ không ạ, đây là quà tặng vợ chồng chúng con tham gia chương trình quay số trúng thưởng của Bảo Việt Nhân Thọ ạ. Tặng nhiều quà thế à? Mẹ ạ, quà tặng thì cũng chỉ là một chuyện thôi. Quan trọng là đầu xuân năm mới, nhà mình có Bảo Việt Nhân Thọ thì sẽ bảo vệ gia đình mình trước những rủi ro ở trong cuộc sống, thì cả nhà mình sẽ được an yên ạ. À, hay quá. À, thế này nhá, bây giờ đầu xuân năm mới như thế này, thôi bao nhiêu cái chuyện buồn đau bỏ qua hết đi. Nào, tưng bừng phấn khởi lên. À. Giờ đây tôi thấy an yên chẳng lo lắng gì, vì ta đã có trong tay điểm tựa vững vàng. Điểm tựa tài chính đáng tin, điểm tựa của những ước mơ. Mãi luôn ân cần tận tâm chu đáo gửi cho an lành. Bảo vệ cuộc sống ấm êm, người người hạnh phúc sống vui. Mãi luôn ân cần tận tâm chu đáo gửi cho an lành. Bảo Việt Nhân Thọ xuân mới nước an, tròn năm hạnh phúc. Yeah. Đón năm mới Giáp Thìn 2024, Bảo Việt Nhân Thọ triển khai chương trình tri ân khách hàng xuân mới rước an tròn năm hạnh phúc từ ngày 2 tháng 1 năm 2024 tới hết ngày 10 tháng 3 năm 2024 với hai quà tặng ý nghĩa đầu năm mới: 30.000 quà tặng An với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng, quà tặng dành cho các khách hàng cá nhân có hợp đồng phát hành sớm nhất trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Quà tặng An với điểm nhấn là chữ An được thiết kế nổi bật, giúp người dùng có tâm trí an tĩnh, tinh thần an lạc, sức khỏe an khang, sự nghiệp phát đạt. Có thể sử dụng quà tặng An trên bàn làm việc, treo trong xe, đặt trong ốp điện thoại, để những điều bình an, may mắn sẽ luôn ở bên. Hơn 1.000 quà tặng sum vầy với tổng giá trị gần 2,4 tỷ đồng, với hoa văn sắc vàng xanh, hình dáng bắt mắt, men màu sang trọng, bộ ấm chén cao cấp là vật phẩm không thể thiếu trong phòng khách. Nhâm nhi tách trà giúp tinh thần an tĩnh, suy nghĩ mọi việc thông suốt, đưa ra quyết định tốt hơn. Quà tặng sum vầy được trao theo hình thức quay thưởng may mắn, dành cho các khách hàng tham gia hợp đồng mới thỏa mãn các điều kiện về thời gian và mức phí của công ty quy định. Hợp đồng càng lớn, cơ hội trúng thưởng càng cao. Xuân mới rước an, tròn năm hạnh phúc. Chi tiết về chương trình khuyến mại xem tại website bảoviệtnhanthọ.com.vn, fanpage Bảo Việt Nhân Thọ, tổng đài chăm sóc khách hàng sao 1166 1800 6966 nhánh số 1 1900 5588 99 nhánh số 4. Năm mới Giáp Thìn, Bảo Việt Nhân Thọ kính chúc quý khách hàng cùng gia đình xuân mới rước an, tròn năm hạnh phúc.